A few moments later. Khi bạn đang chơi đá cầu. Má chơi cầu rớt rớt như vậy rồi làm sao bà chơi? Trời đất ơi. Đây là phong cảnh xung quanh đây. Thì các bạn thấy mặc dù đã dỡ bỏ lệnh cấm nhưng mà khi người ta ngồi người ta vẫn giữ khoảng cách và cũng vẫn có người mang mask đúng không? Đây. Buổi tối thì ngồi trên các bậc thang đó các bạn nhìn qua khung cảnh đối diện sẽ rất là đẹp. Đây đối diện là một nhà hàng. Đèn các kiểu. Đây là khu mà mỗi tối thì các bạn nào FA đừng nên đến nhé. Đây các bạn có thấy không? Người ta thì ngồi có đôi có cặp, còn tôi thì đi quay vlog một mình. Đây ở phía đối diện ở phía bên kia là nhà hàng quán cà phê. Mình có thể đi qua đó bằng cây cầu nối ngang, cây cầu ở đây. Đây chỗ mình chơi đá cầu là ở phía đằng kia. Có những anh đang tập quay cái cây màu sáng. Đấy các bạn thấy đẹp không? Rồi. Đã đến siêu thị không? Dưới tầng hầm có nhỉ? Thì bên đây là sẽ bán những cái đồ như ăn hàng ngày ấy. Còn bên đây sẽ bán đồ khô, ví dụ như là bột giặt chẳng hạn. Bút viết rồi thuốc chẳng hạn. Rồi bây giờ mình thử đi tìm hiểu nhé. Đây thì có các cò bánh. Rồi bên này. Các bạn có thấy lạ không? Người ta ở ngoài kia các bạn có thấy là ngoài kia không có cái cổng ngăn lại gì hết. Nhưng mà người ta để đồ tràn lan như vậy. Các bạn có thấy là có sợ bị mất không? Đúng không? Các bạn có suy nghĩ là người ta sẽ trộm đồ đúng không? Nhưng mà người Nhật có thể họ sẽ không làm như vậy, cho nên cái việc mà sắp đồ tràn lan như vậy và không có cò cổng ngăn lại là cái chuyện rất là bình thường ở các siêu thị của Nhật. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua một dòng siêu thị của Nhật nó sẽ có những bài trí như thế nào, vì về cơ bản nó cũng giống như ở Việt Nam thôi. Đây nha, đây mình sẽ giới thiệu. Ví dụ như ở đây thì trái cây người Nhật họ khá bận rộn, họ không có thời gian xắt trái cây ra và họ cần những cái nguồn vitamin khác nhau. Thì ví dụ như bạn có thể chọn cái này hỗn hợp nhiều cái đây, hoặc là như bên đây, đây hỗn hợp rất là nhiều. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy giá không? Một hộp như thế này nhá, với giá như thế này nhá, là 60.000 ấy, 64.000 ấy một hộp như thế này. Bạn có thấy giá cả đắt đỏ chưa? Đây là quầy trái cây. Hoa. Phở ở Nhật ấy mình cũng thường hay ăn rau. Những loại rau nào? Đây. Ví dụ như này, và vào thường khoảng 8 giờ tối thì sẽ có một anh dán. Các bạn có thấy? Đây, họ sẽ dán cái biển giảm giá vào đây. So với giá thực tế là 158 yên. Thì hiện tại sao giảm 30% nó chỉ còn có 58 yên. Đây các bạn thấy. Thành ở bên Nhật là như thế này. Quá to và bự đúng không ạ? Cua cái cắn cũng vậy, mình thấy bên đây á nha. Rồi, rất to. Đây bên đây là đồ ăn lạnh. Đậu hũ, đậu hũ chẳng hạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải mua đường, muối, bột ngọt, tất cả những cái gì nó làm nguyên hàng này. Hoặc là bên đây là tất cả các đồ chấm. Đây, bạn thấy sắp hàng luôn. Đây là món mà mình rất là thích, đó chính là cá sống. Các bạn có ăn được cá sống không? Hiện tại nó giảm 20%, còn 784 mà còn hơi mắc quá. Thôi, mình để lại để chừng nào rẻ hơn mình sẽ quay lại. Đây là khu vực cá. Hiện tại giờ này khoảng 8 giờ tối thì là cái giai đoạn mà đang giảm giá rất là nhiều, các bạn thấy các mặt hàng đều có cái tem như thế này. Đây là giá gốc nha các bạn. Xong rồi đây, trên đây có một cái tem như thế này là giảm giá xuống. Các bạn khi mà các bạn đi siêu thị á, thường nên canh giờ, ví dụ như là khoảng tối 8 giờ hàng, 5 giờ chiều là giảm hàng, hoặc là 12 giờ trưa thì sẽ thường là những giờ giảm giá. Và nếu mà các bạn mua cái sống như thế này á, các bạn có thể lấy wasabi và sô diêu miễn phí. Đây là khu vực. Các bạn thấy bên đây ấy, thường là những món mà làm sẵn nhiều, ví dụ như thế này, chỉ cần để lên chảo đảo qua đảo lại cái là nó sẽ chín và có thể ăn được liền, bởi vì người Nhật khá bận. Tại là khu thịt bò, bên đây sẽ là khu thịt heo. Ở đây là khu thịt gà. Và đây sẽ là những khu khói, những đồ lạnh này chẳng hạn. Các bạn có thể mua những cái này về kẹp bánh mì này chẳng hạn, ăn sáng. Và mình sắp tới khu đồ uống mà mình cần phải mua rồi. Mình tìm ra rồi, đây mình sẽ chọn uống lemon C, có nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe. Đây, ở ngoài Nhật rất bận cho nên là họ sẽ thường mua những cái đồ ăn làm sẵn, ví dụ như thế này, có rất nhiều đồ ăn cho các bạn chọn đây nhá. Và bây giờ giờ này thường sẽ giảm giá, khi mà họ tan sở về họ ghé vô đây họ mua rồi xong họ để lên lò vi sóng quay cho nóng rồi họ ăn thôi. Đây là một khu nhá, đây cũng là một khu. Hiện tại bây giờ người ta gom hết. Mình đón các bạn có thấy đang đông rồi. Đấy, là người ta đang gom đồ rất là nhiều. Ngoài những quầy tính tiền mà có nhân viên đứng đấy, thì ở bên Nhật họ còn thiết kế thêm cái là chúng ta có thể tự tính tiền. Đây, như thế này. Các bạn có thấy anh đó là anh lấy đồ ra xong rồi cái anh tự tính. Rồi xong rồi anh bỏ đồ vô không? Đây, người Nhật có họ văn minh trung thực tính như vậy. Mua đồ xong đó là các bạn sẽ ra đây tự bỏ đồ vô, nhưng mà cho vì mình chỉ có một sản phẩm thôi, mình không có cần cái, mà các bạn thấy hiện tại đó là do tình hình corona cho nên là người ta ngăn cái màn này. Các bạn nhìn cái bánh donut ở dưới đi, ở trước đi đấy, người ta cũng ngăn một cái màn để tránh nhân viên nói chuyện mà bắn nước bọt vào mặt của người khách đấy. Nên các bạn thấy ở Nhật họ vẫn làm cách kiểu rất là triệt để. Hết ngày thứ bảy, một ngày mà quận 7 cực sung và chơi cũng cực đã. Vâng, và chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Ta-da!